tiến nữa đây mà. Tiến nữa đây mà. À chua rồi. Giỡn giỡn. Giỡn hàng nha. Giỡn hàng nha. Ừ. Khá khá đấy. Khá khá đấy. Đấy. Khá khá đấy. À, quá đẹp. F35. Quá đẹp nha anh em. Thu này im lắm mà. Nước tốt chứ hồng luôn. Cá lóc dần khe luôn. Rồi. Ăn rồi anh em ơi, ít rồi anh em ơi, ăn chú anh em ơi, nữa nữa lên 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 ném ơi, vô được một em mua rồi. À, một con nữa nha, con nữa. Lại là F35 nữa nha. F35. Cái dây mình buộc trực tiếp vô con nhái luôn nè. Anh em ơi, mình đặt camera đây, mình đi ra ngoài kia mình ghê. Dính thêm một con nữa kìa. Dính được thêm một con nữa. Là ba em vô một chỗ. Đó. Ba em nha. Đây. Một em này bé hơn. Đấy. Đấy.
Đây là lại là F35 nữa này. Buộc dây trực tiếp vô con nhái nha. Ba em một chỗ, một anh em ơi, chỗ này ngon phết. Đấy. Ba em mà bò nhồi nhồi nè. Đi vô. Thôi, xong một buổi đi cá rồi nha anh em. Đi về thôi. Chèo về. Đuối à. Chèo đi ghê không đuối, chèo về đuối. Đuối cái chuối ấy. Quay lên cho mọi người xem. Đấy. Wow. Wow. Đang trên đỉnh núi nha. Cái hồ này to lắm. Cá cũng to nữa. Chiếc thuyền đây, cá sau lưng nghe nè, đấy, ôi dạ, còn trong bọc nữa, wow, cảnh đẹp hoàng hôn trên biển hồ, wow, đẹp quá, rồi, thôi, bơi về nhà thôi.